đầu tiên cho phép tôi thay mặt những người làm chương trình văn nghệ hôm nay xin được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các chị em có mặt trong hội trường ngày hôm nay lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất. Chúc chương trình ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn và phát động phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể chị em, thực hiện kế hoạch số 19 ngày 6 tháng 6 năm 2024 của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lãng Công về việc ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn năm 2024 nhằm phát huy năng lực và vai trò tham gia của các cấp hội phụ nữ toàn xã trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, góp phần cùng cấp ủy đảng chính quyền thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra. Để mở đầu chương trình ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn và phát động phong trào vệ sinh bảo vệ môi trường là tiết mục văn nghệ do các chị em đến từ các chi hội của xã. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin toàn thể quý vị đại biểu, khách quý và hội nghị cùng đến với tiết mục Khát vọng tuổi trẻ đến từ các em học sinh trường tiểu học. Trân trọng kính mời, xin toàn thể hội nghị cho một tràng pháo tay để chào đón. Sau tiết mục của các em học sinh trường tiểu học là tiết mục hát quan họ Lý Cây Đa đến từ câu lạc bộ dân vũ Vui Vẻ Xã Lãng Công biểu diễn. Thank you.
không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mối tình từng đáng thương, lời chuyện bao kết duyên vì sao? Nơi gặp người khi trước, ta nguyện đi theo bạn nhân gian. Nơi rừng sâu trong thiên mệnh, lục tình mãi khiến ta dừng tình ngàn. Hỡi thế thái nhân gian luôn gọi anh ơi, trong phía mắt là vương tình đẹp, với chúng nhân tình ta vẫn mất hoa. Ta sợ khi đã cơn giận dữ, đã quên câu hẹn trong năm trăm rồi. Phía mắt ta đã đang nhìn theo, đã mất trong những ngày trước giờ kia. Tình yêu ơi, khi nhận tình, kia làm sao ta sẽ đợi chờ? Trong phía mắt là vương tình theo, với chúng nhân tình ta vẫn mất hoa. Ta sợ khi đã cơn giận dữ, đã quên câu hẹn trong năm trăm rồi. Oh,
xa đời. Anh hãy dùng những dòng sông cùng em ai chỉ về hướng mong. Còn đang nghe hình hai quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa thể nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói sẽ xeo thắng mong. Người Việt Nam ra đâu mắt đen, hào thân bất khuất như cây sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, điện lửa chim vàng thơm ngát trời. Phòng tiếng lại hò, vì nhớ tay đỏ ơi. Say vui tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Sao
Thank you.
Vì nhớ đời, sợi vai quê
Xin trường tiểu học.